Chào, các bạn đã quay trở lại với kênh Kiên Xe Đạp, một kênh chuyên review đánh giá những chiếc xe đạp chính hãng nhập khẩu. Trong video ngày hôm nay em xin giới thiệu đến các bác mẫu xe Jan ATX 830 được trang bị cấu hình full new Z. Bây giờ em sẽ vào đánh giá chi tiết toàn bộ chiếc xe cho các bác xem. Toàn bộ phần khung của chiếc xe thì bằng nhôm, lớp sơn nguyên bản, tông màu xanh trông rất là đẹp. Vì gặp đĩa DOG LX, gặp đề DOG LX, gặp đĩa DOG. Đùi trục rỗng Meyer Shimano DOG. Ghi đông cổ phốt carbon, tay bấm SLX, tay dầu, bánh 26 inch, bánh 3 vít, giờ em sẽ vào đo size và test chuyển động chiếc xe để cho các bác xem. Nhiều bác hỏi em về cái giá bán của chiếc xe là bao nhiêu thì các bác em đã đề ngay ở cái chỗ tiêu đề là các bác ấn mũi tên trỏ xuống vào là cái giá em đã đề đây luôn này. Còn nếu mà em không đề giá thì tức là xe đã bán. Cái thứ hai là một số bác bảo là không thấy YouTube gửi thông báo khi mà em đưa lên xem xe mới lên trên kênh ấy, thì các bác ấn cho em cái chữ đăng ký, chọn ấn chuông, chọn tất cả đấy thì nó sẽ gửi tất cả các cái thông báo khi nào bên em cứ có xe nào đăng lên trên kênh thì nó sẽ gửi cho các bác vào thông điện thoại nhá. Đây của chiếc xe từ tâm trục đạp đến khóa yên là 50 cm, từ khóa cọc yên đến tâm cổ phốt là 56 cm. Size của chiếc xe là size mở, và cho các bác được khoảng 1m65 đến 75-76 đi là phù hợp. Gạt đề DOG 9 tầng mít, 3 tầng đĩa. Xe đang có giá bán rất hợp lý bên em là 7,9 triệu, bao ship toàn quốc cho tất cả các bác chuyển hết tiền. Các bác quan tâm đến chiếc xe thì liên hệ số Zalo trên màn hình 0975709943. Ngoài ra thì các bác ấn đăng ký kênh ở góc phải màn hình và ấn nút chuông để nhận thông báo về những chiếc xe mới nhất mà em đưa lên kênh. Cảm ơn các bác đã xem hết video, hẹn gặp lại các bác ở những video lần sau.